Hello, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bẫy chuột tại nhà từ việc mình tái chế lại những cái sản phẩm cũ kỹ mà đáng lý ra những cái sản phẩm này bỏ đi. Nhưng vì hưởng ứng cái việc mà bảo vệ môi trường để giảm thiểu cái việc thải ra những rác thải mà nó gây nguy hại cho môi trường xung quanh, hôm nay tôi sẽ tái chế một cái chai nhựa cũ kỹ này. Tôi sẽ sử dụng tái chế nó để trở thành một cái sản phẩm có ích. Cụ thể là tôi sẽ làm cái chai nhựa này thành cái bẫy chuột, bắt những con chuột mà nó gây hại trong chính gia đình của mình. Cũng như là từ cái việc này các bạn có thể áp dụng theo cách tôi làm để mà tạo ra những cái bẫy chuột mình làm ra để mình bắt những con chuột mà nó phá hại. Sau đây mời các bạn theo dõi quá trình mà tôi tái chế cái chai nhựa kỹ này nhé. Đây là tôi có một đoạn ống thép. Bây giờ tôi phải uốn cái ống thép, uốn cái thép này thành một cái giá đỡ để đỡ cái chai nhé. Bây giờ tôi uốn cái thép này thành cái giá đỡ ấy. Uốn đúng vừa đúng kích thước của chai các bạn nhé. Đúng vừa kích thước của chai này. Để làm cái chân đỡ này. Tôi đã uốn xong cái chân. Để hoạt động như này các bạn. Thank you.
Bây giờ tôi uốn cái này thành cái móc này. Tôi lắp cái chai vào đây này. Tôi sẽ khoan thủng hai lỗ vào hai điểm này nhé. Đây, điểm này để tôi lắp cái chân của nó vào đây. Thank you.
Đấy, nó hoạt động xong rồi này. Đấy, hai cái chân này. Tiếp theo tôi gắn chân vào đây. Tôi dùng keo nến để tôi gắn định vị vào các bạn nhé.
sẽ gắn một cái vật nặng vào đầu này. Gắn vị trí này nhé các bạn nhé. Đây là một cái ốc các bạn nha. Tôi sẽ gắn cái nam châm này các bạn này. Nam châm này. Đấy. Cái nam châm để có tác dụng giữ lại. Đấy, nó giữ được rồi. Khi con chuột nó vào đây nó tìm ăn, khi nó vào trong này nó tìm đồ ăn. Đây tôi dùng mồi nhử này, cái mồi này để nhử để bắt những con chuột này. Mồi nhử tôi cho vào trong này. Các bạn thấy cái bẫy này dễ làm không? Quá dễ làm nhé. Bây giờ ở trong này là không ra được nhé. Công việc của tôi tiến hành đến đây là xong rồi. Các bạn ở nhà nếu mà có cái chai bỏ như thế này thì các bạn sẽ làm theo các bước mà tôi đã thực hiện, đảm bảo các bạn là sẽ bắt được hết những con chuột mà nó tồn tại trong gia đình các bạn. Con chuột nó vào đây ăn. Khi nó vào đây nó tìm kiếm thức ăn, nó di chuyển đến cái điểm cuối này, di chuyển đến điểm cuối này, cái đầu cuối này nặng hơn, nó sẽ tự lật xuống như này. Đấy các bạn ạ, nguyên lý nó hoạt động là như vậy. Tạm biệt các bạn nhé.